đời em sợ như thuyền không bên, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời, một ngàn sóng gió chẳng bình yên. Thân em bây giờ chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Cùng mời tất cả quý anh chị chúng ta cùng cùng mình vào tham quan không gian căn nhà với diện tích ngang 4, độ dày 13m, xây phun đất. Thì ở đây thì nhà chúng ta thiết kế với hai cửa, một lớp cửa cổng bên ngoài, lớp cửa cuốn và một lớp cửa nhôm bên trong. Bên trong thì quý vị sẽ đến với không gian phòng khách, sofa kết hợp với tủ kệ TV, và phía trong thì quý vị có khu vực đậu xe máy. Một căn nhà với diện tích ngang 4m, độ dài 13m, xây phun đất, thiết kế một trệt, ba lầu. Thì không gian phòng khách thì được ốp gạch 80, ốp sốt từ phía trước ra phía sau luôn. Và khu vực cầu thang thì ép sát vào bên tường, đi từ ngoài lên với tay vịn gỗ căm xe, lan can kính cường lực 10 ly và mặt đá hoa cương. Phía trong không gian cầu thang sẽ là không gian bếp với hai bên tường được ốp gạch tên cao phun trần. Ở đây thì gia chủ có làm tủ bếp trên dưới được làm bằng chất liệu là gỗ căm xe và sơn màu trắng, phía dưới thì sơn màu xanh. Cuối nhà ở căn nhà này làm khoảng những trời rộng 1m2, rất là rộng. Nó lấy sáng và lấy gió toàn bộ căn nhà của gia đình mình, và phía dưới những trời gia chủ còn để cây xanh. Và quay ngược ra phía ngoài thì quý vị sẽ thấy không gian phòng khách và khu vực tủ kệ TV này. Phòng khách thì có ốp nhựa trang trí dán giấy và treo tranh cũng như là quạt trần, rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng tham quan. Không gian phòng ngủ số 2 thì quý vị thấy cũng có giường ngủ tới 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo. Phía trước thì có hai cửa sổ ra khu ban công và một cửa ra ban công nha quý vị. Và ngoài đây sẽ là không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà, đầy đủ nội thất nhé. Nó thiết kế cũng tương đối giống phía dưới, bên đây là dàn tủ kệ TV và phía trước là cửa ra ban công. Ngoài ban công thì quý vị sẽ có ban công mét 2, lan can kính cường lực và cây xanh. Đây là không gian của phòng ngủ số 4 rồi nha quý vị. Và trên cùng quý vị sẽ có không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước và sau. Và ngoài đây là khu vực sân thượng sau. Khu vực này là không gian phòng thờ này. Và ngoài đây là một khoảng sân thượng nho nhỏ, cũng có vòi nước và có chùm cây xanh. Đây nha quý vị, rất là tuyệt vời.